Kiên thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNTV trên băng tần 57.3, 16.10 và 26.9 trên YouTube, trên Facebook VNTV. Đây là chương trình Good Morning Việt Nam America buổi sáng từ 9:30 đến 10:30 từ thứ hai đến thứ sáu, và chương trình ngày hôm nay như thường lệ vẫn là sự phối hợp làm việc với bác sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Trước hết kính chào bác sĩ Võ Đình Hữu. Vâng, thân chào tất cả khán giả VNTV khắp nơi trên toàn thế giới qua Facebook, YouTube và các đài địa phương, cũng như chào anh Du Miên và tất cả nhân viên trong đài. Thân chúc quý vị một ngày thật khỏe mạnh và hoạt động hăng say cho cộng đồng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được cảm ơn một số cơ sở thương mại đã bảo trợ. Kính thưa quý khán giả, nhất là quý khán giả trong mấy ngày qua đã nhiều người liên tiếp comment vào đài yêu cầu chúng tôi có những tin tức liên quan đến sinh hoạt đấu tranh tại Việt Nam để yểm trợ cho những người tiếp nối con đường đấu tranh, là một nhân vật tranh đấu không ngưng nghỉ cho cộng đồng kể từ khi đến Hoa Kỳ cho tới nay. Bác sĩ Võ Đình Hữu sở dĩ mà có chương trình này với đài VNTV là cùng một mục tiêu đấu tranh. Và ngày hôm nay bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả những tin tức liên quan, nhất là tới cái Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ mới gửi một cái bản đúc kết về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam rất là quan trọng. Và trước khi vào chương trình, chúng tôi nhắc với quý vị là trong tuần lễ này chúng ta chuẩn bị cho lễ tưởng niệm 30 tháng 4, nó có hai cuộc lễ rất là quan trọng, mà quý vị nhớ ngày giờ là đúng ngày 30 tháng 4 thứ sáu tại tượng thờ Đức Thánh Trần lúc 12 giờ trưa. Chúng ta cùng đến đó để chào quốc kỳ trong vài phút thôi. Nhưng quý vị không tới được, ở nhà chúng ta cũng ăn mặc chỉnh tề, nghiêm chỉnh đứng lên làm lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm như thường lệ hàng năm do Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa chúng ta tổ chức, và đài VNTV của chúng ta sẽ trực tiếp truyền hình. Quý vị ở đâu cũng có thể đứng lên để chào quốc kỳ. Riêng tại San Jose là quý đồng hương miền Bắc, nhớ là 11 giờ trưa cũng thứ sáu, các em trẻ sẽ cùng với quý hội đoàn tổ chức tại Bảo tàng Viện Việt Nam lễ dỗ các anh hùng tuẫn tiết Việt Nam Cộng hòa cho biến cố năm 1975. Có thân nhân của quý gia đình mà quý vị hy sinh năm 75 đó tham dự, có phái đoàn dân cử cũng như là thân hào nhân sĩ ở miền Nam California lên cùng tham dự. Đó là hai cái buổi lễ mà chúng tôi nhắc với quý vị, cũng đều xảy ra ngày 30 tháng 4 lúc 11 giờ ở San Jose và 12 giờ ở tượng thờ Đức Thánh Trần đường Bô Sa. Và để vào ngay chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý khán giả, mấy năm ông Nguyễn Xuân Phúc ổng làm thủ tướng thì ít có cái dịp để ổng nói lăng nhăng. Ngày hôm nay, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả, bên phòng kỹ thuật lấy dùm cái tin số 1. Đây là tin tức do Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài VOA đăng tải, là Chủ tịch nước Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu những lời làm cho Trung Cộng vui, Tập Cận Bình hí hửng, mà dư luận cho rằng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu vai trò Chủ tịch nước của Việt Cộng đã đi tiên phong trong việc nịnh Trung Cộng. Kính thưa quý khán giả, trước khi Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện thì đã có Bộ trưởng Quốc phòng mới của, xin lỗi, Bộ trưởng Ngoại giao mới của Việt Cộng,
cũng nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng và cá mè một lứa. Có lẽ thân phận nhược tiểu, thân phận chư hầu chăng mà những viên chức đại diện cho đất nước của Việt Nam lại có những lời tâng bốc, nịnh nọt một cách quá đáng. Không phải là từ ngữ ngoại giao, nhưng mà từ ngữ của những kẻ ở chiêu dưới dâng lên cái chiêu trên, chứ không phải là trong cái vấn đề ngoại giao giữ cái mối giao hảo. Thưa bác sĩ Võ Đình Hữu, bác sĩ có thể nhận định về cái những cái lời mà phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc trong tư cách là chủ tịch nước của Việt Nam. Thưa mời bác sĩ. Chúng ta thấy với cái sự thay đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam có những chức vụ mới, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước bây giờ qua là chủ tịch nước đã nâng lên những lời muốn tăng hệ cái sự làm việc chung với Trung Cộng và khen ngợi Trung Cộng trong cái bối cảnh mà trong khi đó tất cả các nước trên thế giới bây giờ đang chống Trung Cộng ở Biển Đông và chống Trung Cộng trong việc chà đạp nhân quyền, dân quyền tại Tân Cương, tại Hồng Kông, tại Tây Tạng vân vân, thì thế giới thì lên án Trung Cộng. Trong khi Nguyễn Xuân Phúc nói là Việt Nam muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Trung Quốc trên mọi phương diện, từ kinh tế, thương mại, an ninh, và không nhắc đến vấn đề mà Trung Cộng đang xâm chiếm Biển Đông như những lần trước. Thì đây là chứng tỏ là thân phận của một người chư hầu đang mới lên chức vụ mới thì muốn tấn công. Nó nói chúng tôi đây này, bây giờ tôi đang là chủ tịch nước Việt Nam đây, tôi sẵn sàng hợp tác, và Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng. Thì đây là vấn đề chúng ta thấy rằng anh em chúng ta tranh đấu với chúng ta là muốn Việt Nam thoát Trung và để giành lại độc lập tự do cũng như bảo toàn lãnh hải lãnh thổ. Nhưng mà dưới những lời tuyên bố như vậy, tăng cường hợp tác toàn diện, an ninh, vấn đề thương mại, kinh tế, thì tôi thấy rằng vấn đề Việt Cộng càng ngày càng gắn bó với Trung Cộng. Và hơn bao giờ hết, sắp có tưởng niệm 30/4/46 năm cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, và cần phải đoàn kết chặt chẽ để nhân cơ hội mà thế giới đang tấn công Trung Cộng về vấn đề nhân quyền và dân quyền, và tấn công Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông, thì chúng ta cần phải hoạt động tích cực để một dịp là tấn công Trung Cộng, và có một cái chương trình là đưa Đảng Cộng sản Trung Cộng là một cái Đảng Cộng sản mang tội Việt chủng. Và như vậy thì liên quan tới Việt Nam chúng ta, chỉ khi Trung Cộng sụp đổ hay là bị yếu thì Việt Nam chúng ta mới đánh được tội Việt Cộng này. Thành hơn bao giờ hết, cộng đồng hải ngoại trong cái 46 năm tưởng niệm quốc hận, đoàn kết chặt chẽ để cùng nhau đánh với Trung Cộng và Việt Cộng. Và hồi nãy anh Yumi có nói hai cái buổi lễ quan trọng về ngày quốc hận, thì tôi với tư cách là cựu chủ tịch của cộng đồng Việt Quốc gia Hoa Kỳ cũng như thì cố vấn, ngày 3/4 lúc 4 giờ chiều tại Nam California, cộng đồng Việt Quốc gia Hoa Kỳ có sự hợp tác của Hội đồng Liên kết Quốc Nội Hoàng Việt Nam sẽ có một buổi lễ tưởng niệm ở trên mạng và truyền đi khắp nơi trên toàn thế giới. Trong buổi lễ này sẽ có sự hợp tác của các cộng đồng khác ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu cùng nhau lên tiếng. Thứ nhất là để tưởng niệm ngày 30/4 và những người đã hy sinh, chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đồng minh hy sinh cho chính nghĩa tự do, và cũng nhờ để tưởng nhớ những người đã ra đi vượt biên để tìm tự do, và nhắc nhở coi chúng ta rằng đây là một ngày mà chúng ta không thể nào quên. Và ngay tại thời điểm này Việt Nam là nhà tù khổng lồ, tôi có thể nói dài nữa nhưng mà đó là cái buổi quan trọng. Ngoài ra khắp nơi trên toàn nước Mỹ các cộng đồng đều tổ chức hết, và ở ngay ở Pomona cũng tổ chức lễ tưởng niệm mặc dù là Covid. Bên Canada cũng tổ chức, bên Âu Châu cũng tổ chức. Thì nhiều chỗ tổ chức qua mạng, nhiều chỗ tổ chức tại địa điểm, và ở ngay Pomona chúng tôi đã tổ chức tại địa điểm cũng như ở trên DC. Thì đây là chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ ngày quốc hận chúng ta, và như từ đó chúng ta phải đoàn kết để tranh đấu cho khu vực tranh đấu tự do dân chủ tại quê nhà và về toàn lãnh thổ. Xin mời Như Minh. Vâng, trở lại với việc Nguyễn Xuân Phúc nịnh bợ Trung Cộng, thì Peter có thể chiếu tiếp cái video vừa rồi. Kính thưa quý khán giả, có người cho rằng
trong cái tình hình đặc biệt của Việt Nam với cái chủ trương của Đảng Cộng sản là đu dây, tức là muốn chơi với Mỹ thì phải nịnh Tàu, muốn chơi với Tàu thì cũng phải lấy lòng người Mỹ, tức là đu dây. Mà cái đu dây là cái mà Việt Nam, Cộng sản Việt Nam trở thành ra là bậc thầy. Cái thời mà Liên Xô với Trung Cộng thì Cộng sản Việt Nam cũng đã từng đu dây với hai đàn anh Cộng sản này. Thì có nhiều người cho rằng hiện bây giờ với những cái thành phần chủ chốt trong Đảng Cộng sản Việt Nam đa số là những người thân Trung Cộng. Đó là cái cố tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì trong bụng họ và người dân Việt Nam muốn gần với Mỹ. Muốn gần với Mỹ thì phải làm cho Trung Cộng nó tin. Trung Cộng nó tin là phải đưa người của nó lên nắm quyền, đưa người của nó lên để cho nó tin rồi mình mới đi với Mỹ được. Tôi không biết cái này, tại vì Cộng sản làm sao mình giả nghĩa được. Đoán được. Nhưng mà biện minh như thế nào đi nữa thì chúng ta biết rằng bất cứ một đại cường nào trên thế giới này họ cũng vì quyền lợi của họ. Chúng ta trải qua một cái chiều dài lịch sử, nhất là cái lịch sử gần đây trong cuộc chiến quốc cộng tang thương cho đất nước của chúng ta, miền Bắc và miền Nam tự trong lòng của mình cũng hiểu được người Mỹ đối với chúng ta có tốt thật sự hay không, người Tàu, người Nga có tốt thật sự với xã hội chủ nghĩa cho chúng ta hay không. Cái điều đó chắc chắn, nếu như những người già lớn tuổi nằm xuống rồi, họ cố chấp họ nằm xuống rồi, các người trẻ lớn lên sẽ tìm ra một con lộ mới cho quốc gia chúng ta, cho đất nước chúng ta và cho dân tộc chúng ta. Không có cớ gì tới giờ phút này thế giới từ bỏ chủ nghĩa cộng sản rồi, họ chà đạp xã hội chủ nghĩa rồi. Ở bên Liên Xô là cái nôi dựng nên xã hội chủ nghĩa người ta đã xóa hết rồi, bây giờ mình còn bám theo một chủ nghĩa ngoại lai đó làm chi cho dân tộc mình khổ. Chỉ cần bỏ cái chữ cộng sản thôi, bỏ cái chủ nghĩa cộng sản thôi là đoàn kết dân tộc rồi, là những người ngoại quốc không có cách gì để mà chửi bới hay là không có hợp tác với cộng sản. Tại sao còn bám lấy một cái hư ảo đó? Cái chủ nghĩa đó không có cái lý gì hết á. Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng, Mao Trạch Đông không hề có tư tưởng, chỉ là Marxist. Mà Marxist là bây giờ quý vị thấy rồi, cả thế giới là đáng chứ không phải riêng cá nhân chúng tôi. Đó là tư kiến ngày hôm nay chúng tôi nhân việc ông Nguyễn Xuân Phúc đã có những lời nịnh bợ đối với Cộng sản Việt Nam. Thưa bác sĩ Võ Đình Hùng, cái tin mà mặn mà của chúng tôi buổi sáng hôm nay đó là bên kỹ thuật lấy giùm cho bản tin số 6. Đó là buổi sáng hôm nay cũng là Đài Hoa đã đăng bản phúc trình của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ về năm 2021. Họ kết luận rằng Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống. Như trên màn ảnh chúng tôi, quý vị thấy cái tựa đề. Ở dưới đó còn có video nữa. Ngày 21, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIRF, đã ra bản phúc trình năm 2021 về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, cho biết nhà cầm quyền vẫn liên tục bắt hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và dùng hội cờ đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác với quan điểm của nhà nước. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ cũng tái đề nghị đưa Cộng sản Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, tức là CPC. Mà đây là nỗ lực của nhiều tổ chức trong cộng đồng của chúng ta trong nhiều năm qua vận động mà chưa có kết quả. Một chút xíu nữa trong phần sau, khi nói chuyện cùng quý khán giả, tâm tình với quý khán giả trên Facebook và YouTube, chúng tôi và bác sĩ Võ Đình Hữu trở lại bản tin này cùng với nhiều cái tin ở Việt Nam, nhiều blogger, nhiều nhà đấu tranh trẻ bị Việt Cộng bắt bỏ tù. Cảm ơn quý khán giả đã vào tâm tình với chúng tôi. Đầu tiên hết là Ma Gia Nguyễn Ba Lan ở Poland đó. Ba Lan chào hai chú.
Chào Ma Gia Nguyễn nha, ở Ba Lan bây giờ có vui không? Ma Gia Nguyễn là thấy hình là phụ nữ, chắc là cô, chào cô nhé. Anh Tường Ashken là ở Oklahoma, chào chú Du Miên và bác sĩ Võ Đình Hữu, cảm ơn anh Tường Ashken. Hoa sen trắng gửi cho anh với tôi một quả tim thiệt là bự luôn. Cảm ơn hoa sen trắng, hoa tinh khiết. Cô Hồng Đào chắc là ở New York, chào cả nhà và hai bác, một bàn tay đưa lên và ba quả tim. Trong khi đó Hà Na Nguyễn chào nhà báo Như Miên và bác sĩ Võ Đình Hữu, chúc sức khỏe và bình an cùng các anh chị em đang nghe xem đài. Cho chúng ta hai lá cờ, hai quả tim, hai cái đóa hoa hồng và hai cái thơm ướp. Như vậy là Hana rất là công bình, chia đủ, chia hai, tức là anh cái tôi cái khỏi dành nhau, thấy không? David Lê thì cũng cho chúng ta một quả tim. Trương Thị Thủy, Thủy Ti. Con chào hai chú. Hana Nguyễn viết tiếp như sau, bác sĩ à, gần đến ngày 30 tháng 4, nghe bác sĩ nói mà tôi xúc động, nghẹn nghẹn trong lòng. Bác sĩ nghe không? Bác sĩ nghe rõ, Hana Nguyễn cô đã viết như vậy. Kiến Hà, chúc hai anh luôn vô lượng an lạc. Và bây giờ thì chúng tôi liếc qua thử bên... bên YouTube thì có ai vô để nhắn gửi gì đây không? Đó, chúng tôi đường vô. Đây, có rồi. Vâng, cảm ơn đầu tiên hết là Ly Yen cho chúng ta ba quả tim. Cái này quấn lộn rồi, tôi với anh là giật cái quả tim thứ ba rồi. Mình nhường anh là hai, tôi một thôi, anh hai đi, anh hai. Vâng, cảm ơn bác sĩ nha. Trong khi đó Kim Phượng Nguyễn vẫn là khán giả trung thành của chúng ta ở San Jose, đã viết là good morning bác sĩ Võ Đình Hữu và nhà báo Du Miên, cho chúng ta nhiều quả tim quá, tha hồ chia. Mà anh muốn lấy bao nhiêu lấy nhau. Cho nên khỏi cần phải chia quá nhiều, đếm không hết luôn. Nguyễn Thái phải tẩy chay toàn diện trung cộng, cảm ơn anh Nguyễn Thái, cảm ơn Kim Phượng, cảm ơn Ly Yen. Kim Phượng viết tiếp là nhà báo nói rất đúng, Việt Nam cần đoàn kết dân tộc, bỏ qua chế độ cộng sản mới đẩy mạnh được bọn cộng sản. Cảm ơn cô Kim Phượng. Quý vị có những ý kiến hay là có những đóng góp nào cho những người đấu tranh như bác sĩ Võ Đình Hữu và một số những nhân sĩ mà cộng đồng của chúng ta không mệt mỏi đấu tranh, thì quý vị cứ tự nhiên mà viết vào cho chúng tôi để chia sẻ. Tại vì cái diễn đàn này, những người trong nước, những người dư luận viên của bên phía Việt Cộng họ cũng nghe, và chúng ta làm thế nào để chúng ta lịch sự mà trình bày cái quan điểm của mình, tại sao cho tới giờ này chúng ta phải đấu tranh, và tại sao người dân Việt Nam vẫn còn khao khát với tự do dân chủ. Vì thật sự cái miệng thì nhà cầm quyền lúc nào cũng nói nước mình tự do rồi, nước mình dân chủ rồi, nước mình độc lập rồi, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Tại đó là người dân mà, chứ đâu phải là mình gán ghép cái đó vô được. Cái đó là một cái thực tế, và chúng tôi mong rằng đây là một cái diễn đàn chung của tất cả những người, kể cả những người ở bên kia chiến tuyến. Chúng tôi đón nhận tất cả những ý kiến của quý vị, mà phải làm sao để chúng ta lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đừng có những cái khiêu khích hay là đừng có đào sâu cái hố chia rẽ hận thù. Không phải là chúng tôi xin hòa giải. Hòa giải dân tộc là gì? Hòa giải dân tộc tức là những người cầm quyền phải hòa giải với người dân, chứ không phải bắt người dân phải tuân thủ những cái lệnh của chính quyền mới kêu là hòa giải. Cảm ơn quý vị đã gửi comment cho chúng tôi trên YouTube và Facebook. Bây giờ trở lại chương trình. Trước khi trở lại chương trình, cho phép chúng tôi cảm ơn một số
những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Trở lại với bản tin số 6, Peter. Thưa quý vị, mở đầu bản báo cáo này thì Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ viết như sau. Trong năm 2020, các điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam nhìn chung có xu hướng giống như năm 2019. Ủy ban Tự do Tôn giáo nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo nhưng cũng vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đặc biệt là đối với các nhóm tôn giáo độc lập và kể cả đối với các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhận. Quý vị nhìn thấy những cái chữ của các bản báo cáo năm nay, nó có những cái chi tiết một cách khác thường, là một người liên kết quốc nội hải ngoại không mệt nghỉ ở Hoa Kỳ này, bác sĩ Võ Đình Hữu đi đầu, và bác sĩ liên lạc với Hội đồng Liên tôn Việt Nam, quý vị tranh đấu ở trong Việt Nam, bác sĩ có cái nhìn trước cái bản báo cáo này cũng như có một cái nhận định chung để chúng ta cùng hướng về tự do tôn giáo cho Việt Nam. Thưa mời bác sĩ. Anh Du Miên, và thật ra đây là một cái báo cáo mà chúng tôi rất là vui mừng, là vì thấy là Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ đó là người rất đi sát. Họ đã từng về Việt Nam và đã họp với Hội đồng Liên tôn, cũng như ở đây họ đã cũng có dịp gặp chúng tôi. Thì cách đây 2 ngày, tức như ngày thứ ba vừa rồi đó, thì chúng tôi có buổi họp Hội đồng Liên kết của Hội ngoại và đã tiếp xúc với các vị trong Hội đồng Liên tôn, trong đó có Hòa Thượng Thích Công Tánh, Chánh sư Hứa Phi, Mục sư Nguyễn Hồng Hoa và thường thường có thêm Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thì các vị đã báo cáo rằng cái chính sách của Cộng sản vẫn không thay đổi và họ đã luôn luôn chà đạp vấn đề tự do tôn giáo, họ đã phá hoại những thánh tích cao đài, họ luôn luôn theo dõi những bước chân đi của Hòa Thượng Thích Công Tánh và nhất là những cái người mà về Tin Lành, họ đàn áp ở vùng cao nguyên rất nhiều. Và trong cái bản báo cáo của cái Ủy ban Tự do Tôn giáo này thì họ đã nhấn mạnh về những cái việc và đàn áp về những người, tặng thể nhắc tới những mục sư Nguyễn Bắc Truyền và những mục sư ở trên miền cao nguyên. Và không những vậy, đặc biệt của Ủy ban Tự do Tôn giáo này là họ đề nghị đưa lại Việt Nam vào trong các quốc gia cần quan tâm. Tức như là đưa lại là country of particular concern, tức như những quốc gia này sẽ bị những áp đặt về kinh tế, thương mại và sẽ giảm đi tất cả những cái quyền lợi đó. Thì đây là một điểm mà chúng ta thấy rất là vui mừng, là vì cái Ủy ban Tự do Tôn giáo đã đặt vấn đề vi phạm tôn giáo tại Việt Nam. Và qua sự trình bày của Hội đồng Liên tôn Việt Nam trong 2 ngày vừa qua thì chúng tôi rất quan tâm và chúng tôi sẽ ra một bản nhận định trong ngày 30 tháng 4 này, không những về tình hình nhân quyền, dân quyền Việt Nam mà còn nói thêm về những cái đàn áp tại tôn giáo Việt Nam. Và chúng tôi sẽ gửi bản nhận định này trong dịp 30 tháng 4 và gửi đi khắp nơi, tới Bộ Ngoại giao, tới Liên Hợp Quốc và các cơ quan về trên tự do nhân quyền trên thế giới. Thì với cái bản báo cáo mà mới ra ngày hôm nay ở ngay tại Đài Voa đã đưa ra, thì đây là một điểm rất phấn khởi cho cái công cuộc tranh đấu không những cho tự do tôn giáo tại Việt Nam mà về nhân quyền. Và chúng tôi biết rằng là thời Tổng thống Trump khi ông ra Liên Hợp Quốc đã ông đặt nặng cái vấn đề tự do tôn giáo không những tại Việt Nam mà toàn khắp nơi trên toàn thế giới. Và ông đã đưa ra một cái ngân khoản để bảo vệ tự do tôn giáo tại thế giới. Và chúng ta thấy rằng những ủy ban này đó cũng là đã ra đời lâu rồi, luôn luôn quan tâm vấn đề tự do tôn giáo không những tại Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Rồi bản phúc trình này đặt từ trên Việt Nam và chúng tôi nghĩ rằng đây là bước đầu để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc tranh đấu không những về tự do tôn giáo tại đây là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới mà về nhân quyền và dân quyền cho Việt Nam. Cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Trong lúc mà chúng tôi chuẩn bị cho một cái tin mới tại Việt Nam thì Peter lấy giùm cho cái tin số 7. Cũng là Đài Voa, trong lúc này có đăng nhiều tin tức đến những cái sinh hoạt đấu tranh tại Việt Nam. Thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả thân mến của đài VNA TV,
Nếu như trường hợp này mà nó xảy ra tại Hoa Kỳ thì chắc chắn là nhà ở nước Mỹ phải xây thêm nhà tù ra tận sa mạc mới nhốt được người. Tại vì ở nước Mỹ này người ta chống ông Trump nè, chống ông Biden nè, chống đảng Cộng Hòa nè, chống liên bang Hoa Kỳ nè, chống tiểu bang, chống thành phố, đó là rề cô thị trưởng, đủ thứ hết mà không ai bị bắt hết. Ở Việt Nam chỉ có đưa lên blogger viết mấy câu thôi là bị ở tù 2 năm. Nếu như trường hợp này mà xảy ra tại Hoa Kỳ hay những nước dân chủ, chắc chắn là nhà tù không còn chỗ chứa, phải không bác sĩ? Thưa bác sĩ, bản tin của Đài Voa, như quý vị thấy, một blogger ở Cần Thơ của chúng ta bị phạt 2 năm tù, tức là bị nhốt 2 năm, chỉ vì viết trên cái blog cái quan điểm của mình không thích đường lối của đảng hay là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thôi, mà không biết cái nội dung nó như thế nào mà ăn thua là kế bên đảng và nhà nước người ta nhìn và người ta kết tội. Điều đó chứng tỏ là chúng ta không có tự do. Thưa bác sĩ nghĩ sao về cái vấn đề này? Thưa mời bác sĩ. Vâng, vì thế mà đây là một cái cô ha, một cái cô người trung niên viết những bài báo để chống qua cái những họ không dám, tôi nghĩ những blogger này chỉ không dám chống phát trực tiếp mà chỉ đề nghị những thay đổi cho cái vấn đề mà tự do dân chủ mà thôi. Thì một blogger, cái cô này tôi cũng biết là có nổi tiếng không nữa mà đã 2 năm tù rồi. Thì quý vị thấy đó, giống như Du Miên nói đó, ở mình đây một xứ quá tự do, một quyền giới này, thành ra mình phải appreciate ở xứ này. Nhìn về Việt Nam quá tội nghiệp, một người phụ nữ đã can đảm đứng lên để nói tiếng nói mình qua cái bài trong cái social media, viết lên là bị bắt liền. Thì tại sao chúng ta đang ở Hoa Kỳ chúng ta không lên tiếng được để tranh đấu cho tự do dân chủ, không hỗ trợ được cho các công cuộc tự do dân chủ, không đi biểu tình được một khi chúng ta chống Cộng sản, chống Trung Cộng? Tại sao vậy? Chúng ta quá may mắn ở đây đi, chúng ta có tự do quá nhiều đây, chúng ta đã có một second chance khi qua nước Hoa Kỳ này và đã bây giờ đã thành công, đã có rất tất cả mọi thứ, đa số người Việt Nam cũng có. Tại sao chúng ta không bỏ quan tâm về Việt Nam? Những người đồng hương chúng ta đang còn kẹt lại trong cảnh một nhà tù khổng lồ, không có tự do tôn giáo, không có tự do đi bầu, không có thể lên tất cả tài sản. Quý vị, đất bây giờ vơ vét để bán cho ngoại quốc, để làm những khu thương mại, làm những khu nghỉ mát. Và những người dám nói lên tiếng nói thì bị tù liền. Tại sao chúng ta không góp một bàn tay để giúp đỡ cho những người đang kẹt lại tại quê nhà? Và do đó chúng tôi trong Hội đồng Liên kết Quốc người hải ngoại cũng như những cộng đồng khắp nơi trên thế giới luôn luôn quan tâm. Chúng tôi nên ủng hộ cho những người đang hoạt động ở Hoa Kỳ đây, những cộng đồng họ đã đi làm các ngày mệt cuối tuần, họ lại họp nhau, khi ra tuyên cáo, khi gửi thơ đến Bộ Ngoại giao, khi gửi thơ lên Liên Hợp Quốc, khi đi họp trên đó, họ đâu cần phải làm như vậy. Ở đây quá sướng, ở Hoa Kỳ quá sướng, ở Úc, ở Canada, ở Pháp, ở Đức sướng quá đi rồi, đâu cần phải làm như vậy. Nhưng mà vì tình thương và vì lý tưởng, chúng tôi phải làm. Một người Việt Nam không ngại, như những anh như nhà tranh đấu, một sinh viên bất truyền Trần Nguyễn Thức đã bỏ tất cả sự nghiệp để tranh đấu và ở trong nhà tù cộng sản chưa có ra nữa. Quý vị hãy suy nghĩ đây. Và nếu hải ngoại là một siêu quốc gia với tất cả thành phần chất xám thành công ngoại công này, nếu cùng nhau đó mà quyết tâm hướng về quê hương ủng hộ, thì tôi nghĩ rằng cuộc tranh đấu sẽ sớm thành công. Mà như mình. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Một lần nữa chúng tôi cũng lưu ý với quý vị là tất cả những tin tức cũng như là những hoạt động của các nhà đấu tranh ở Việt Nam, quý vị khi nghĩ đến đấu tranh thì phải nghĩ đến cái vấn đề là liên kết, liên lạc để thông báo nếu chẳng may mình gặp những cái trở ngại hay là bị bắt ở tù. Phải có người can thiệp, phải có những tiếng nói lóng lên. Chúng ta không làm gì được thì chúng ta nhờ quốc tế can thiệp. Và Cộng sản Việt Nam trong một số trường hợp
họ có những cái trao đổi thỏa hiệp với những cường quốc để họ thả. Và chúng ta biết có khá là nhiều nhà tranh đấu mà bây giờ đã hội nhập với Hoa Kỳ ở bên Đức hay là ở một số nước Tây Phương sau khi được can thiệp và Cộng sản Việt Nam tống cổ ra máy bay đi luôn. Chúng ta thấy đầy dẫy ở Hoa Kỳ và một số ở bên Đức và một vài nước khác mà chúng tôi biết được như vậy. Cho nên con đường đấu tranh của quý vị không bao giờ cô đơn. Nhân dân Việt Nam lúc nào cũng để quý vị trong quả tim và những người ở hải ngoại chúng tôi sẵn sàng làm cái nhịp cầu và sẵn sàng nói như bác sĩ Hữu, chúng tôi không mất gì hết. Chúng tôi được tự do để phát biểu, chúng tôi được tự do để can thiệp, chúng tôi được tự do để yểm trợ bằng tinh thần, bằng những lời cổ động cho quý vị. Chúng tôi không có từ nan. Bác sĩ Hữu làm bận rộn như vậy, vẫn dành thời gian để đi làm việc này và nhiều người khác. Tấm lòng của con dân Việt Nam yêu nước nhiều lắm và nhiều lắm trên thế giới này. Và thưa bác sĩ, cũng liên quan đến Việt Nam, tôi nói là đài VOA lúc này có lẽ là họ bộn tin. Bây giờ là Peter lấy giùm cho cái bản tin số 8. Thưa quý khán giả, nhóm báo sạch bị bắt. Đài Hoa viết nha, hai chấm, giấc mơ báo chí tự do tan vỡ. Thưa quý khán giả, bản tin của Đài Hoa cho biết như sau. Công an Cần Thơ cũng là Cần Thơ, anh thấy không? Đó, Cần Thơ, Tây Đô của chúng ta đó. Vào ngày 20 tháng 4, khởi tố và bắt giam 3 thành viên của nhóm báo sạch để điều tra về hành vi mở ngoặc kép, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đóng ngoặc kép theo điều 331 của Bộ Luật Hình Sự hơn 4 tháng sau khi nhà báo Hữu Danh là thành viên đầu tiên bị nhóm của nhóm này bị bắt giữ. Thưa quý vị, đây là một nhóm anh em làm báo. Họ không có ăn hối lộ, không có nhận tiền điếu đốm của những viên chức hay là những người mà phạm tội. Họ tự nhận họ là những người báo sạch và không biết họ đã bị bắt rồi. Thì cái Đài Hoa người ta viết cái bản tin với cái tựa đề là giấc mơ báo chí tự do tan vỡ. Thưa mời bác sĩ nói về vấn đề tự do báo chí tại Việt Nam. Chúng ta biết là trước đây đã có từng có câu lạc bộ nhà báo tự do, rồi có nhà văn độc lập vân vân, nhưng mà cuối cùng rồi cũng không bao giờ tự do được cũng như không bao giờ độc lập được ở trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Thưa mời bác sĩ ạ. Trong những ngày tháng trước là nhà báo Phạm Thị Đoan Trang, rồi nhà ông chủ tịch bà Phạm Trí Dũng đều bị bắt hết. Ok, bây giờ là đó là người tương đối là mình biết lâu nay này. Bây giờ một cái nhóm anh em mới báo sạch, nghe cái tên báo sạch là mình biết là họ có một cái lý tưởng làm một cuộc báo chí trong sạch, và những người trẻ này đã bị bắt. Thành ra trong cái bảng mà thống kê của phóng viên không biên giới đó đã cho biết rằng Cộng sản Việt Nam là trong những nước để giam giữ báo chí nhiều nhất, chỉ là một trong những năm nước và trong đó là có Trung Cộng và có Việt Nam là không có tự do báo chí. Lâu nay mình nói là tự do về tôn giáo, về nhân quyền, dân quyền, nhưng mà của nhà báo cũng lên tiếng như vậy. Và những nhà báo ở Trung Quốc đã lên tiếng rất nhiều trong vụ bắt giữ của nhà đà báo Phạm Thị Đoan Trang cũng như là nhà báo Phạm Chí Dũng. Thì bây giờ cái báo sạch này thì chúng tôi cũng nghe tin Đài Hoa thôi, chứ chưa biết cái những người đứng đầu cơ báo này là thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ đây là những nhà trẻ. Trước khi đó mình sẽ nói tiếp. Bây giờ thì có một số khán giả đã gửi comment vào để hỏi thăm. Rồi rồi, anh nói lên đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ anh Lê Hữu Thương, chứ cái là phụ nữ, cái hình là phụ nữ, Lê Hữu Thương, chào hai anh. Cảm ơn Lê Hữu Thương. Trương Thị Thủy Tiên, con chào hai chú, cảm ơn Thủy Tiên. Nguyễn Duyên ở Bạc Liêu, đi Sài Gòn mà không biết bữa nay về chưa, chào hai anh, cho chúng ta một cái thơm ướp tới 6 cái quả tim. Cảm ơn Duyên.
David Lê thì gửi cho chúng ta rất là nhiều những cái comment, trong đó thổi ra hai quả tim, nhưng mà một quả tim lớn, một quả tim nhỏ. Chắc anh quả tim lớn, tôi quả tim nhỏ đó. Anh một lớn tuổi nhiều năm trước đó. Là hai hình con chó đương nhảy múa vui vẻ. Và một cái comment khác cũng là David Lê luôn, là có một đứa, có cô gái, cô bé đưa ngón tay thiệt là lớn lên thế này cho chương trình của chúng ta. Cũng như là anh còn gửi tiếp một cái hình một vỗ tay. Đó cũng là rất là hay. Còn nữa, David Lê còn gửi một cái quả tim bự nữa. Cảm ơn David Lê. Wow, David Lê bữa nay còn gửi nhiều quả tim cho chúng tôi quá chừng trời. Vâng, thưa cảm ơn tất cả những quý khán giả đã tâm tình với chúng tôi trên Facebook, còn bây giờ trên YouTube. Thì cảm ơn Nguyễn Thái có viết như thế này: tôn giáo khuyên dân nhịn chính trị được tồn tại, còn không thì bị đàn áp thẳng tay. Bác sĩ thấy cái câu này là câu mà anh Nguyễn Thái nè, anh viết là đúng cái thủ đoạn của bên Việt Cộng với Trung Cộng với Cộng sản đó, là nó nói là phải nhìn đi, tức là làm gì thì làm, không có đụng đến bác, không có đụng đến đảng, không có đụng đến những cái gì mà kêu trong ngoặc kép gọi là bí mật quốc gia. À, những cái mà họ tự động họ cho vào với quốc gia, đụng vô là chết. Đó là cái cách mà hà khắc của những chế độ độc tài đảng trị như Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng. Thưa anh, trở lại một chút xíu trong cái thời gian mà nói chuyện với quý khán giả. 30 tháng 4, anh hình như là trong tuần này anh có một cái chương trình gì đó cộng đồng Á Châu ở Phùng Bà Na, phải không anh? Vâng, vâng. Trong thứ sáu này thì tôi làm một cái speaker để nói về với cộng đồng Á Châu, nói vấn đề kỳ thị đó. Và trong đó thì có rất nhiều diễn giảng của các cơ quan Á Châu cũng như của các trường đại học nổi tiếng ở trong, để nói về vấn đề mà kỳ thị người Á Châu chúng ta. Thì thật ra trong những chương trình Tết, anh Du Miên cũng chúng tôi đã nói vấn đề kỳ thị Á Châu không phải là mới đâu. Bắt đầu từ khi người Tàu qua đây trong Golden Rush và đi xây cái đường xe lửa 1848, rồi sau đó người Nhật qua, rồi đến người Phi Được Tân, rồi sau đó là người Việt Nam. Thì cái này kỳ thị hồi xưa là không có gì, không gì mới, hồi đó còn nặng hơn nữa. Chẳng hạn như ở San Francisco, ở đây cấm chó và chấm người Trung Hoa. Rồi từ Thế chiến thứ hai, họ bắt giam tất cả người Nhật trong những cái trại kêu là internment, tức là trại tù. Thì cái này không có gì mới. Nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy rằng họ đặc biệt chú ý là vì sau khi mà cái dịch mà cúm tàu đó, Vũ Hán đó, thì nó có lên một cái số là cái người Á Châu bị cái hành hung. Thì vấn đề tôi sẽ nói trong vấn đề nó ngày thứ sáu này, thuyết trình về cái đó. Và tôi sẽ kêu gọi đó, là thứ nhất là chúng ta cần cẩn trọng và luôn luôn mình liên lạc với các giới chức công quyền, cũng như mình liên lạc với các cộng đồng bạn. Cộng đồng Mễ đối với chúng tôi ở Pomona hay là các vùng rất là thân thiện. Cộng đồng Da Đen cũng vậy, họ cũng đến chúng tôi rất là nhiều. Thành khi mình có sự hỗ trợ của các cộng đồng mạng đó, thì cộng đồng Á Châu mình sẽ rất vững. Và thứ hai, mình cẩn trọng, nhất là người lớn tuổi đi ra đường thì mình nên đừng đi một mình. Và mình phải qua chừng. Trước khi trở lại chương trình của phần 3 ngày hôm nay, cho phép chúng tôi được mời quý vị ủng hộ những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả của đài VNTV vẫn luôn ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã quảng cáo và bảo trợ cho đài VNTV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, ở Việt Nam mình thì lúc đi học thì mình thường nghe thầy cô giáo cũng như là cha mẹ ông bà mình khuyên là ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Mình có được những cái thành quả bây giờ thì không quên những người tiền nhiệm, những người đi trước mình đã dày công để làm nên. Bác sĩ Võ Đình Hữu có lẽ còn nhớ trước năm 2017, tức là trước khi ông Trump lên làm Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, chúng ta thấy cái vấn đề Trung Cộng và Hoa Kỳ họ luôn luôn
được một lớp vỏ an toàn, không có ai chỉ trích, không có ai đưa cái vấn đề liên kết để bao vây hay là phản đòn, để cái mặt trận cho phía Trung Cộng tha hồ múa may. Chúng ta thấy khi mà ông Mike Pompeo làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông đã không mệt mỏi khi đi vận động các đồng minh trong và ngoài những cái khối mà có Hoa Kỳ tham dự, thành lập một mặt trận bao vây Trung Cộng. Tin số 2 của chúng tôi ngày hôm nay là chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Liên Âu đặt Trung Cộng trong tầm nhắm. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Nước Pháp quốc tế ngày nay cho biết bản tin như sau. 27 nước thành viên của Liên Hiệp Châu Âu trong ngày 19 tháng 4 đã thông qua bản phát thảo chiến lược được trông đợi từ lâu đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao trùm mọi lĩnh vực mà Liên Âu có thể can thiệp vào nhằm tăng cường ảnh hưởng, bảo vệ lợi ích của mình trong vùng. Và theo như nhận định của hãng tin Reuters của nước Anh, nhằm đối phó với thế lực ngày càng tăng của Trung Cộng. Kính thưa quý khán giả, chúng ta biết là nếu không có những cái sự thúc đẩy hay là vạch trần những âm mưu xảo quyệt của bọn bá quyền Bắc Kinh thì chắc chắn thế giới bị lừa gạt. Kể từ 40 năm qua, lúc Đặng Tiểu Bình qua nịnh nọt Jimmy Carter, tổng thống của Hoa Kỳ, nói là các anh mở cửa chúng tôi trở thành ra tư bản, chúng tôi bỏ cộng sản, tức là tóm lược như vậy thôi. Nó lừa phỉnh như vậy, Tây phương bơm tiền cho nó qua làm ăn với nó, đặt hãng trưởng, cuối cùng nó ăn cắp hết tất cả những cái sáng kiến, những công trình nghiên cứu, rồi nó đối xử một cách nghĩa là tàn nhẫn. Và bây giờ thức tỉnh ra thì 40 năm muộn, nhưng mà theo ông Mike Pompeo, muộn vẫn còn hơn là không. Thưa bác sĩ, với cái sự thức tỉnh của Liên Âu, mời bác sĩ phân tích thêm. Đây là một tin vui cho chúng ta biết rằng Liên Âu đã cho 27 nước đã cùng nhau họp để làm cái vấn đề là một chiến dịch của nhắm về để bao vây lại Trung Cộng. Thật ra đó, trong những năm gần đây, nhất là dưới thời của Tổng thống Trump từ 2019-2020, thì Ngoại trưởng Pompeo đã đi rất nhiều lần ở với là Âu Châu để nói về vấn đề hiểm họa Trung Cộng. Hiểm họa này không những về vấn đề Biển Đông mà vấn đề tài chính, vì những cái đòn bẩy nợ mà Trung Cộng không những đã áp dụng cho các nước Á Phi mà còn những nước châu Âu yếu chẳng như Ý, chẳng hạn Pháp. Và họ đã dùng tiền bạc để mua những cái tài sản ở Âu Châu, chẳng hạn như những cái ruộng nho của Pháp là Trung Cộng đã mua, và họ dùng cái bẫy nợ. Mà có một tin nữa là bên Úc bây giờ đã mở mắt ra và đã bỏ những hiệp ước với Trung Cộng để tránh cái vấn đề bẫy nợ, trong khi đó Á Phi bị rất nhiều. Nhưng Liên Âu bây giờ đã thức tỉnh thành 27 nước đã ngồi lại với nhau để có một kế hoạch đối phó với Trung Cộng, không những vấn đề thương mại, an ninh mà những loại vấn đề Biển Đông. Cái này tôi thấy là cái công cũng rất nhiều của Ngoại trưởng Pompeo khi ông đã đi du hành rất nhiều chuyến ở Âu Châu để nói về vấn đề hiểm họa này. Và bây giờ Liên Âu đã thức tỉnh. Không những vậy, Liên Âu cũng là lên án Trung Cộng về vấn đề diệt chủng và đàn áp nhân quyền tại Tân Cương trong những tháng gần đây. Đây là điểm rất mới. Và bây giờ nói về kinh tế, tài chính và an ninh quốc gia. Và Biển Đông thì Liên Âu bây giờ ba nước Anh, Pháp, Đức đã phái chiến hạm đi qua Biển Đông và cùng tập dượt với các nước ở tại đây để tránh lại vấn đề Trung Cộng bành trướng ở những cái vùng đường chính đoạn và những cái đảo san hô đảng mà nhân tạo. Thì đây là một tin tức mà chúng ta thấy rằng không những Liên Âu, Hoa Kỳ đã cùng nhau đối phó với Trung Cộng, thì hiểm họa Trung Cộng sẽ là bị
các nước đang bao gồm lẫn nhau để dập tắt bốn nước quan trọng ở Ấn Độ Thái Bình Dương, Mỹ, Úc, Nhật cũng đã luôn luôn đặt cái tầm nhắm vào Trung Cộng. Và những cuộc tập trận tại đây liên tiếp cho thấy rằng Trung Cộng không thể thao túng về quân sự tại Biển Đông, không thể dùng thương mại để áp đặt lên các nước ở châu Âu. Và người ta thức tỉnh, Úc cũng đã bỏ tất cả những hiệp ước về vành đai một con đường, và các nước Á Phi cũng đã biết rất rõ. Thì tóm lại, trong thời điểm này Trung Cộng đang bị cô lập, không những từ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, mà ngay cả Đông Nam Á. Thì chúng ta hãy chờ xem trong những ngày tháng sắp tới, thế giới sẽ ứng phó như khi họ Trung Cộng thế nào. Và Úc cũng là lên tiếng và cho rằng nếu mà có cuộc chiến tranh tại ở đây Biển Đông, nhất là vấn đề Đài Loan và Trung Cộng, mà tầm nhắn khắp nơi đang nghi ngờ là có thể Trung Cộng trong từ 3 tới 5 năm sẽ tấn công Đài Loan, thì đây là một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm và thế giới cần phải nhìn vào cái tầm nhắm này. Xin mời Như Miên. Vâng, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu đã phân tích cho chúng ta thấy tình hình Liên Âu, đồng minh quan trọng phương Tây của Hoa Kỳ đã có một cái quyết định đứng về phía nào, đứng về lẽ phải, đứng về sự tự do và dân chủ cùng với Hoa Kỳ để chống trả lại sự bành trướng của Trung Cộng. Kính thưa quý khán giả, ngày 16 tháng 4, như chúng tôi loan tin liên tục trong mấy ngày qua, tại sao Tổng thống Biden của Hoa Kỳ chọn Thủ tướng Nhật Bản là vị khách ngoại quốc đầu tiên cấp lãnh đạo quốc gia đến thăm ông? Trong một cái bản tuyên bố chung giữa hai nước đồng minh truyền thống Hoa Kỳ và Nhật Bản, không nói chi tiết, chỉ nói phớt phớt qua thôi. Nhưng người ta hiểu rằng hai nước đã cam kết với nhau là gắn bó và sẵn sàng song trận với nhau, chứ không phải là hỗ trợ mà song trận. Anh ra trận thì tôi cũng đưa lính ra trận, tức là có một cái lời hứa như vậy. Thưa quý vị, báo chí diễn dịch là nước Nhật nói rằng nếu như Trung Cộng mà quấn Đài Loan, nước Nhật sẽ tham chiến. Trung Cộng nhảy như đĩa phải vô, thì ông Thủ tướng Nhật Bản ông mới cho một người phát ngôn nhân của ông nói là không phải, tôi không nói vậy. Tức là cho nó nhẹ tình hình đi. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện nó xảy ra, nó đã xảy ra rồi. Chuyện mà ở Tòa Bạch Ốc như thế nào, và cái chuyện mà các nhà bình luận chính trị, người ta có quyền nghĩ từ 5 ra 7 là quyền của họ. Họ phân tích hồi này kia. Nhưng mà bây giờ Peter có thể lấy giùm cho cái tin số 3. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam ở Hồng Kông, nó là thuộc khuynh hướng thân Trung Cộng đây. Tờ báo này đăng một cái tin là Trung Cộng mới hôm qua hay là hôm kia vậy đó, tổ chức một cuộc tập trận mà bom nổ bắn ra bắn với một cái tiêu đề phóng lớn lên, tại vì Mỹ với Nhật đe dọa trận chiến với Đài Loan cho nên họ phải làm cái cuộc tập trận này. Thưa bác sĩ, cái chuyện này nó như thế nào theo bác sĩ? Vâng, thì sau khi mà Nhật và Trung và Nhật và Mỹ đưa ra cái thông cáo đó thì Trung Cộng hơi ớn. Họ cho cuộc tập trận mà nghĩa là cho những phi cơ bay gần ngay không phận của Đài Loan, và họ đã có cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông trong tháng vừa qua. Họ chứng tỏ rằng các anh đừng có đùa với tôi, có gì là tôi sẽ tấn công các anh ngay. Trong khi đó thì quý vị thấy rằng là họ trong những tháng vừa rồi đó phi cơ Trung Cộng xâm ra hải phận không phận Đài Loan rất nhiều lần. Kỳ này đó họ nhảy như đĩa đó, nghe nói là Nhật và Mỹ ra thông cáo là cho phi cơ bay và bắn tập trận bắn đạn thật, thì tôi và trong khi đó là hàng không hạm Liên Minh vẫn còn đi trong vùng. Thì cũng nên biết là tuần trước nữa thì phái đoàn cao cấp của Hoa Kỳ đã ghé thăm Đài Loan với sự dẫn đầu của cựu thượng nghị sĩ Christopher Todd. Thì Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Đài Loan và hứa sẽ bán thêm những vũ khí sát thương cho Đài Loan nữa.
thì quý vị thấy trong tình trạng này Trung Cộng lo là phải, cứ bê thọ địch Mỹ qua Đài Loan, Nhật qua Mỹ, rồi các quốc gia chiến hạm của Âu Châu qua Biển Đông, thì tôi thấy bây giờ rồi Liên Âu lên tiếng về vấn đề đặt đặt Trung Cộng vào tầm nhắm, thì tôi thấy Trung Cộng hiện giờ tứ bề thọ địch. Và hồi trước có một cái bức vẽ đó mà tôi, quý vị không biết nhớ không, vẽ những con chim mà bị bắn đồ rồi mấy, nói về cái ứng vào cái thời kỳ điểm của Tập Cận Bình này sẽ bị thương, thì hôm nào mà anh Du Viên kiếm được thì mình đã đưa ra coi cho biết, thì hy vọng những cái lời đoán có thành sự thật, thì chắc chắn là những chế độ nào mà tàn ác lên bao nhiêu thì cuối cùng cũng phải xuống thôi. Thì nếu cái thời điểm mà tới thì chúng ta hãy có tự do, những vui mừng vì có tự do dân chủ không những ở tại Trung Hoa mà tại Việt Nam nữa. Mạnh Dung Yên. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là chúng tôi còn rất là thời giờ rất là còn ngắn, chúng tôi cũng chỉ đủ sức để mà nói tóm gọn một cái tin mà quan trọng ngày hôm nay để chúng tôi cống hiến cho quý vị. Thứ nhất là có một khoa học gia người Pháp, ông đoạt giải Nobel hòa bình, ông ra cái video, ông nói thẳng thừng, ông không nói là Mỹ hay là Tàu hay là ai là người mà phát tán cái virus Vũ Hán, nhưng mà ông nói là có con virus đó chắc chắn là con virus do con người tạo ra. Ông là một nhà nghiên cứu về phát giác ra cái bệnh hiếp, ông đoạt giải Nobel hòa bình, ông là Luc Montagnier của bên Pháp, rất nổi tiếng, thế giới ai cũng ngưỡng mộ ông. Hưởng ứng lời cái phát giác của ông thì thưa quý vị, một khoa học gia của Trung Cộng cũng rất nổi tiếng luôn, lên tiếng chỉ trích WHO về cái gọi là cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 mà WHO đã bị thế giới lên án. Bây giờ đến khoa học gia của Trung Cộng, ông này không có dính gì tới đảng hết á, ông đưa ý kiến đó lên. Và có điều đáng buồn hơn hết, trong lúc thì đại diện cho cái bọn đạo chánh ở bên Miến Điện tham dự hội nghị Asian, thì đặc sứ của Liên Hiệp Quốc ra một cái báo cáo về Miến Điện. Chúng tôi sẽ nói những chi tiết tin này ở trong buổi chiều. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và bây giờ thưa bác sĩ, chúng ta hết giờ rồi. Kính mời bác sĩ chào tạm biệt quý khán giả. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý vị theo dõi, và nhất là chúng tôi xin chúc quý vị một cuối tuần thật vui khỏe, sức khỏe dồi dào và tránh được dịch Covid, và mong rằng chúng ta sẽ ổn định trở lại. Thân chúc quý vị một cuối tuần vui khỏe. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Good morning.